của bác vừa được giải, bác được vừa được đấu giá thành công này. Lúc nãy đấy ạ, là bác được ở Đông Anh. Hoàng điểm cổ. Đấy còn một cân nữa thành 5 đấy. Thôi không ăn. Cây này đang hơi nhỏ. Có ba luôn thôi. Vâng. Cây hoàng điểm cổ. Vâng, với bốn thân rất là đẹp đã có hoa. Vâng, với mức giá khởi điểm cũng là 1 triệu đồng ạ. Vâng, xin mời quý vị ở phía dưới ạ. Giá khởi điểm là 1 triệu đồng với cây hoàng điểm cổ này ạ. Vâng, xin mời. 2 triệu. 2 triệu đồng. 2 triệu, chị đã giải 2 triệu đồng, cảm ơn chị. Cây hoàng điểm cổ. Cái thế hoa cây này có thể nói là đây còn sức hoa rất khỏe. Vâng. Đã có người giả 2 triệu rồi ạ. Tiếp tục nữa, xin mời quý vị ạ. Hoàng điểm cổ với giá 2 triệu đồng. Đã có 2 thân hoa đúng không ạ? 2 cần hoa và 2 cần hoa và 5 thân. 4 thân nhưng mà 1 thân là đang... Vâng, 1 thân đang măng còn 4 thân là đã lên rồi. 2 triệu đồng. Vâng, 2 triệu đồng lần thứ nhất ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, còn quý vị nào giả cho cây hoàng điểm cổ này không ạ? Vâng, với giá 2 triệu đồng và chúng tôi xin công bố 2 triệu lần thứ 2. Vâng, và không có cách nào dâng lên nữa thì chúng tôi xin trân trọng công bố cây hoàng điểm cổ 4 thân và 2 ngồng hoa đã thuộc về chủ nhân, trả 2 triệu và 2 triệu lần thứ 3. Xin mời chị lên trên này ạ. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho chủ nhân mới của cây hoàng điểm cổ 4 thân 2 ngồng hoa tuyệt vời. Anh được Đông Anh, anh chủ nhân của... Xin mời chị lên trên này. Mời anh lên chào ạ. Anh được đâu rồi ạ? Anh được trúng giải to quá này. Vâng.